Kính thưa quý vị, Kim Thảo và Hoàng Rapper xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Wow, Kim Thảo bữa nay xinh đẹp quá. Ủa, bữa nay em không mặc váy nữa hả? Dạ, bữa nay em phải đỏ chân. À, đỏ chân. Dạ, đỏ chân cùng với hai cô bé ngày hôm nay. Đúng rồi, mấy số trước anh thấy là mấy bé còn to, cao, lực lưỡng, chắc là được ăn uống đầy đủ. Chứ không khó khăn giống như anh em mình. Dạ. Đúng không? Mà không sao hết, anh em mình với cái vóc dáng này lúc nào cũng giống như Nhi Đào, Nhi Ngang, Nhi Ảnh vậy đó. Bởi vậy lúc nào cũng được bên cạnh các bé với lại chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Bên cạnh đó nữa là tình cảm yêu thương và sự đồng cảm của các ba, các mẹ dành cho mình nữa. Dạ. Và ba mẹ chân dung ngày hôm nay cũng đẹp lắm, dễ thương lắm nha. Làm liền đi anh, em muốn gặp gia đình ngày hôm nay quá. Dạ vâng, xin mời quý vị. Xin chào chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Dạ con tên là Mỹ Như, năm nay con 13 tuổi. Sở thích của con là chơi bóng rổ, bơi lội và nhảy múa. Xin chào chương trình, xin chào quý khán giả. Tôi tên Trần Minh Đại, năm nay 46 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh. Mình tên là Ngô Thị Tuyết, năm nay 45 tuổi, hiện tại đang kinh doanh. Nhà thì ba gần gũi với bé nhiều nhất. Vào những dịp chủ nhật rảnh rỗi thì hai cha con đều đánh cầu lông. Động lực khiến tôi tham gia chương trình này là muốn gắn kết gia đình với nhau. Yeah. Xin chào chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Con tên là Nguyễn Thọ Thanh Trúc, năm nay con 11 tuổi. Sở thích của con là vẽ, nghe nhạc và hát. Tôi là Thu Hà, anh nay 42 tuổi, nghề nghiệp là uống tóc tại nhà. Mình tên Võ Toàn, mình làm bên kinh doanh, anh nay 42 tuổi. Dạ, ước mơ của con là trở thành một YouTuber. Bé ở nhà thì thường có những tính cách là thích xem TV, thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện với mẹ nhưng mà ít lắm, tính thì hơi trầm ngâm chút. Tôi cũng muốn tạo cho cả nhà có một không khí thoải mái, vui cho bé trải nghiệm. 1, 2, 3. Yeah. Chào mừng quý vị đang đến với khu vực của các bậc phụ huynh. Hãy sẵn sàng chào đón hai cặp bố mẹ ngày hôm nay. Bên tay trái của Hà Bơ đó chính là ba Đại và mẹ Tuyết. Xin chào ba mẹ. Xin chào anh Hoàng. Xin chào anh Hoàng. Bên tay phải của Hà Bơ đó chính là ba Toàn và mẹ Hà. Chào anh Hoàng. Chào chương trình. Dạ. Bên cạnh đó là hai cô gái cũng rất là đáng yêu, là con gái rượu trong nhà mình. Thì không biết là ưu và khuyết điểm của các đội trưởng nhí của nhà mình là như thế nào ạ? Ba Toàn và mẹ Hà. Ưu điểm bé thì nói chung bé học cũng giỏi, nhưng mà có một cái là khả năng lanh lợi á. Bé trầm tính. Còn với bé nhà mình thì sao ạ? Bé ở nhà thì cũng ngoan, cũng có mấy tài năng thì bé cũng chơi. Ưu điểm của bé là rất là hoạt bát, năng động. Có khuyết điểm gì không ạ? Bé có khuyết điểm là mê chơi điện thoại rất là nhiều. Cái đó là mà mình là phụ huynh mình phải kiểm soát cái sở thích đó của bé. Thậm chí giờ em lớn em cũng mê lắm, bị bà xã la hoài. Và bây giờ hãy sẵn sàng với lời chào của hai đội trưởng nhí ngày hôm nay, xin mời. Xin chào chú Hoàng, xin chào ba mẹ. Đó, ngày hôm nay thì bên phòng của Kim Thảo vui quá, tại vì hai bạn nhỏ ngồi bên cạnh, gọi là nhỏ thôi chứ như là những người bạn với Kim Thảo vậy. Đó, bên đây là Mỹ Như, bên đây là Thanh Trúc. Đó, mấy bạn lớn thì thường là tới cái khúc mà điện thoại là bắt đầu chỉ qua giống em, bên đây chỉ giống em, bên đây chị cũng hay chơi. Cho nên là qua cái chương trình này đó, khi mà ba mẹ mình đã nhắn nhủ đó là mình là thôi bây giờ tụi con bớt điện thoại lại nha. Đó, chịu khó là chơi chung với nhà mình, tại vì ngày hôm nay như thế nào, tham gia chương trình Cả Nhà Cùng Vui mà. Đó, sau khi mà kết thúc chương trình này thì hai con phải thật sự là dành hết thời gian của mình cho ba mẹ, bớt cầm điện thoại lại nha. Còn bây giờ thì yeah, để chuẩn bị bắt đầu vòng đầu tiên của chương trình. Yeah. Tuyệt vời, tất cả mọi người đã sẵn sàng tinh thần của mình rồi. Ngay sau đây sẽ là vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Người Hùng Của Con. Luật chơi vòng 1, Người Hùng Của Con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Với vòng 1, Người Hùng Của Con, chủ đề đầu tiên đó chính là thực vật. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn ba hay là mẹ xông pha trận chiến đầu tiên nè. Cô mời Thanh Trúc đi. Dạ, con là chọn ba. Con chọn ba. Còn con?
Con chọn mẹ. Rồi, vậy là hai bé, một bé chọn ba, còn một bé là chọn mẹ. Như vậy là ba Toàn nè, cùng với mẹ Tuyết hãy sẵn sàng đối mặt với câu hỏi của mình. Đó chính là trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu loại trái cây đặc sản, mà chỉ cần nhắc đến loại trái cây đó là mọi người đều liên tưởng đến một danh lam, thắng cảnh hay là một địa điểm hoặc là một tỉnh thành nào đó của Việt Nam. Nên ba mẹ phải trả lời là một bên, một vế là loại trái cây, một vế là tên của địa danh. Trái cây thì quá dễ rồi đúng không tụi con? Một phút mà kể tên trái cây thì quá dễ, mà trái cây mà còn phải gắn cái địa danh phía sau nữa là nhắc tới món đó là cũng phải địa danh đó. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là cô mời Mỹ Như trước đi. Con nghĩ là mẹ mình sẽ trả lời được bao nhiêu trái cây gắn với tên địa danh? Dạ tầm 3 loại trái cây ạ. Ừ, tầm 3 loại trái cây con. Dạ con là 4 loại trái cây. Ừ, còn con? Dạ 5 loại trái cây. 5. Con có một con số nào cách biệt hơn không? 6 loại trái cây. 6 hả? Trời, tụi con an toàn chắc chắn như vậy hả? Như? Dạ. Chắc nhường đi. Ừ, vậy là coi như là chị Như nhường lại. Dạ ha. Cho em chút là coi như ba của con là phải trả lời được bao nhiêu nè. Ba ơi, trả lời cho con 6 loại trái cây nha. Ba Toàn cố gắng nha. 6 loại trái cây. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời ba. Bưởi năm rồi. Chôm chôm. Chôm chôm ở đâu? Chôm chôm không biết. Xoài, xoài cát quả lọc. Vú sữa lò rèn. Cam cam sành. Cam cam gì Nghệ An. Quýt bủng liêm. Mình tính ở Việt Nam thôi. Sầu riêng dùng trồng bò, sầu riêng sầu riêng Đắk Lắk. Thanh long Phan Thiết. Hết giờ rồi. Và bây giờ sẽ là số lượng đáp án hợp lệ mà ba Toàn đã kể ra. Nhưng mà hơi tiếc, thí dụ như là bưởi năm roi thì ba phải nói luôn cái tỉnh bên cạnh thì mới đủ cái dữ kiện mà chúng tôi đưa ra, thì có được số lượng đáp án hợp lệ là 4 đáp án. À, hơi đáng tiếc. Như vậy là coi như là phần quà đầu tiên 10 điểm mình dành tặng cho gia đình hàng xóm. Chúc mừng ba Đạt. Và bây giờ hai đội trưởng nhí hãy tập trung bình tĩnh với chủ đề thứ hai, đó chính là con người. Ai chà chà, chủ đề con người. Vậy thì con sẽ đề nghị là ba hay là mẹ để tham gia cái chủ đề con người này. Cô mời Mỹ Như. Dạ chắc là mẹ luôn. À chắc là mẹ luôn, sao con không chọn ba? Con nghĩ là ba con chắc cũng không biết về nhiều cái này đâu. Coi chừng sai chiến lược đó nha Thanh Trúc. Dạ con vẫn chọn ba. Con vẫn chọn ba, tại sao con lại không chọn mẹ? Tại vì mẹ con nhiều lúc như hồi hộp quá là không trả lời được. Mình biết tính của mẹ mình là hồi hộp quá không trả lời được, cho nên là hai tụi con vẫn giữ nguyên người để tham gia chủ đề này, đó là chủ đề con người. Bên đây là chọn mẹ, còn bên đây chọn ba. Cả hai ba mẹ cùng chú ý lắng nghe. Câu hỏi như sau: trong vòng 60 giây, ba mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu cảm xúc của con người? Trời ơi, chưa gì hai nàng đó. Rồi, Mỹ Như trả lời coi. Dạ. Mẹ mình sẽ đoán được bao nhiêu cảm xúc của con người? Dạ, thưa con là 10. Ừ, 10 cảm xúc của con người, còn con? Dạ là 11. Vậy thì còn con? Dạ, chắc là 12. 12. 12, khúc này là nhiều rồi nha con. Dạ là 13. 13 cảm xúc của con người là nhiều lắm đó nha. Dạ chắc là con nhường đi. Ừ, vậy thì nhường nha. Vậy là ba của Thanh Trúc phải trả lời là 13 cảm xúc của một con người. Ba Toàn lại tiếp tục là ba với 13 cảm xúc. Với 13 cảm xúc này ba lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng những tính từ hoặc là có thể là ngoại động từ chứ không sử dụng động từ. Ví dụ là khóc không phải là cảm xúc, khóc là một động từ. Ba hãy lưu ý nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời ba. Buồn, vui, lo âu, lo lắng, hồi hộp, đau mỏi, nhức đầu, chóng mặt, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đau vai, đau lưng, lo lắng, buồn miệng. Người ta làm tác động vô anh nè. Lo lắng, buồn... Hơi tiếc ha, có rất nhiều cảm xúc mà. Thí dụ ấm ức cũng là một loại cảm xúc nè. Cảm thấy hụt hẫng cũng là cảm xúc nè. Cảm thấy trống rỗng cũng là một cảm xúc. Dạ, đó mới gọi là cảm xúc. Còn những cái mà đau nhức này nọ là tự bộc phát bên trong những cái vấn đề về sinh lý rồi. Và sau khi kiểm tra lại đáp án thì thật sự là vẫn chưa vượt qua được con số 13. Thật là đáng tiếc. Coi như là bữa nay thêm một lần nghỉ hiệp nữa, mình tặng quà cho gia đình hàng xóm. Chúc mừng mẹ Tuyết và ba Đại.
Cảm ơn đội tuần chơi. Nãy giờ gia đình bên đây chưa chơi hết mà được có số 20 điểm. Số hưởng. Số hưởng, số hưởng. Mới là sơ sơ xương xương, nhẹ nhẹ vòng đầu thôi mà. Và bây giờ sẽ là chủ đề thứ ba được mang tên đồ vật. Chủ đề đồ vật rất dễ, xung quanh căn phòng này cũng rất là nhiều đồ vật. Bây giờ con hỏi bạn Trúc trước nè. Dạ, con chọn ba tham gia thử thách này. Ừ, ba con tham gia thử thách này, vậy còn con? Dạ, con sẽ chọn ba sẽ ba. Tham gia thử thách này ạ. Ừ, rồi, vòng chốt của vòng 1 đó chính là ba sẽ phải tham gia thuộc chủ đề, đó chính là đồ vật. Bé Trúc lại tiếp tục tin tưởng ba Toàn. Còn bé Như thì bây giờ sẽ trao niềm tin cho ba Đại. Hãy sẵn sàng với đề bài như sau. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu thiết bị có thể phát ra được tiếng nhạc. Cô mời Thanh Trúc, con nghĩ là ba con sẽ kể được bao nhiêu thiết bị phát ra tiếng nhạc? Dạ là 5 thiết bị phát ra tiếng nhạc. Ừ, còn con? Dạ là 6 thiết bị ạ. 6 thiết bị, còn con? Dạ là 7. 7, 7 có nhiều quá không ta? Còn con? Nhiều lắm đó nha. Dạ chắc con nhường thêm một lần nữa, tại con sợ quá. Rồi có vẻ như bạn Như là luôn bảo toàn, an toàn cho gia đình của mình, nhưng mà vô tình lúc nào cũng được số hưởng. Hy vọng là lần này ba của bé Trúc phải cố gắng để đem điểm về cho gia đình của mình. Chúc mừng ba Toàn. Ba Toàn coi như chiếm sóng nguyên cái vòng 1 rồi ha ba Toàn ha. Cố gắng nỗ lực. 7 thiết bị thì thiết bị này có thể là dùng điện hoặc là không dùng điện cũng được nha. Ba Toàn hãy lưu ý rằng ở đây đề bài đưa ra là thiết bị thì có thể là sẽ là thiết bị điện tử đấy. Chứ mình không có nhắc đến những nhạc cụ nha anh nha. Nhạc cụ thì đương nhiên nó phát ra tiếng nhạc rồi. Phải là thiết bị. Xin mời anh. Đó là loa, tivi, điện thoại. Nhiều lắm mà, máy thiết bị điện tử nhà, mấy đứa con nít khoái chơi vậy lắm. iPad. Giống iPad gì? iPad rồi máy vi tính. Máy vi tính là bự rồi. Laptop mà. Laptop với đồng hồ đeo tay, Bluetooth. Sau khi chúng tôi kiểm tra lại kết quả mà ba Toàn đã cố gắng đưa ra rất là nhiều, thì ở khoảnh khắc cuối cùng khi ba nói đồng hồ đeo tay, Bluetooth, đó, ghê không? Khoảnh khắc nó quan trọng đó. Đồng hồ đeo tay thì làm sao phát ra tiếng nhạc, mà Bluetooth có nghĩa là những đồng hồ thông minh. Bây giờ nó cũng phát ra tiếng chuông để báo là có điện thoại tới, có tin nhắn tới. Nên cũng thương ba lắm. Tại vì ba chiếm sóng quá trời mà chưa có điểm nào. Nên thôi tạm thời em xác thật là cái đó hợp lệ. Rồi cộng thêm với mấy kia nữa là vừa đủ 7 món luôn. Chúc mừng gia đình mình. Yeah, đủ 7 thiết bị rồi. Cuối cùng có điểm trời. Trải qua ba Hải thử thách thì cuối cùng ba Toàn cũng đã mang về 10 điểm cho đội mình. Tỷ số bây giờ là 20-10. Tạm thời lợi thế đang nghiêng về cho gia đình của bé Như. Chúc mừng bé Như nha. Và ngay sau đây sẽ là vòng 2. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với Ai là siêu nhân. Luật chơi vòng 2, ai là siêu nhân. Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau 2 vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ hai được mang tên Ai là siêu nhân. Mặc dù tôi đang mặc áo siêu nhân thôi, nhưng mà siêu nhân mới là ba mẹ của mỗi gia đình kia. Ba và mẹ sẽ cùng kết hợp với nhau để xây thành một cái tháp ốc thật là cao theo đúng với số lượng mà các con đã thách đấu với nhau. Khó à. Bởi vì sao? Ba mẹ chỉ được quyền dùng một tay hoặc hai tay để có thể cầm đũa trên tay mà thôi, không được phép chạm vào con ốc đó. Thì con nghĩ xem trong vòng 60 giây thì ba mẹ con cùng phối hợp lần lượt mỗi người tầng được bao nhiêu tầng? Hơi khó thôi chứ có khó đâu, đúng không? Mà tại vì cái trò này là cả ba và mẹ đều chơi cùng chứ không phải một người. Đó, nếu như mà đổ đi thì xây lại tiếp, không vấn đề gì. Đó, có cả ba và mẹ đồng lòng tác biến đông cũng cạn mà. Rồi cô mời Mỹ Như. Dạ 7 tầng. 7 tầng, con số cách biệt hơn con để dành quyền cho ba mẹ của mình tham gia trò chơi này. Dạ là 8 tầng ạ. Đến với chương trình này vui là chính, hãy cho ba mẹ mình tham gia trò chơi đi con. Dạ 10 tầng. Dạ 10 tầng còn con. Chà 10 tầng là cao rồi nghe. Lỡ khi nào mà nó lung lay nó rớt luôn thì sao? Đúng không?
Dạ em nhường chị. Rồi đó rồi, ba mẹ chị cố lên nha. 10 tầng. 10 tầng. Như vậy là chúc mừng cho ba Đại và mẹ Tuyết. Hãy vào vị trí nào. Ba mẹ đã sẵn sàng rồi. Ba Đại, mẹ Tuyết chú ý là chúng ta lần lượt mỗi người sẽ xây 1 tầng. 1 tầng tương đương là 1 con ốc thôi. Hèn, đó, so le lần lượt như vậy. Nếu như ba mà xây một lúc 2 tầng là sẽ bị hủy 1 tầng đó nha. Phải lần lượt so le để chứng tỏ rằng ba mẹ kết hợp rất là ăn ý và nhịp nhàng với nhau. Nếu như chúng ta bị đổ thì làm lại từ đầu, hãy bình tĩnh. Nhưng thời gian chỉ có 60 giây thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. À, ba làm thứ ba. À, ba xuống tay trái hèn. Rồi, mẹ, mẹ liền, mẹ, mẹ. Không phải, Phạm Huy. Rồi, đúng rồi, mẹ. Phải ngay ngắn nè, ngay ngắn nè. Đúng rồi, ba tạo điều kiện để cái nhà mình nó ngay ngắn xíu nè. Đó, đúng rồi, chính xác, tới mẹ. Ba, mẹ cố lên. Rồi, cố lên mẹ. Rồi, đừng để rung nha, rung là nó sẽ đổ. Lên càng cao thì độ nguy hiểm càng nhiều. Đó, đúng rồi. Rồi, không sao, bình tĩnh, làm lại, mẹ làm lại, đúng rồi. Ba để cái con thóc làm sao để cho thuận tay của mẹ đi. Để như vậy là hơi khó chứ mẹ phải xéo tay dữ lắm đó. À, nào cẩn thận nào, bình tĩnh, đúng rồi. Đó, đó, cố lên. Đó, mình sẽ nhường vị trí cho nhau nha. Không sao, làm lại nào. Rồi, bình tĩnh, tự tin, hay quá ba. Trời ơi, ba điều khiển cái một ha. Chuyên nghiệp. Quá dữ, ba đại cẩn thận nha. Hết giờ, đó. Mày thấy như thế nào ạ? Khó quá. Dạ, với lại các con ơi, cũng thông cảm cho ba mẹ. Đôi tay ba mẹ đã vất vả với cuộc sống hàng ngày rất là nhiều, đúng không nào? Làm rất là nhiều việc để lo toan, đặc biệt là lo cho các con. Nên bây giờ tay nó không còn dẻo dai, mạnh khỏe giống như xưa nữa. Các con có thương ba mẹ không nào? Dạ có. Thương thì động viên ba mẹ đi. Ba mẹ cố lên nha. Ba mẹ nhớ cố lên. Như vậy là với phần thi đấu này thì 20 điểm nghiễm nhiên lại thuộc về gia đình của ba Toàn và mẹ Hà. Xin chúc mừng. Ngay sau đây sẽ là thử thách thứ hai tại vòng thi đấu này. Ai là siêu nhân? Và đòi hỏi ba mẹ, một người gợi ý, một người đoán. Nên sự kết hợp phải thật là ăn ý. Trước khi bước vào vòng thi đấu này thì cho phép họ được tâm sự nhỏ một tí. Thì ba Toàn với mẹ Hà, thì thời gian gần đây nè, ba mẹ có hay tâm sự với nhau không ạ? Cũng có. Dạ, có nhiều không? Cái mật độ nó giống như ngày xưa mới hồi mới yêu nhau không? Tại công việc đi làm á, cũng đâu thứ, có thời gian cũng nhiều. Không có thời chiều, gian tối nhiều. Về cũng có nói chuyện với nhau. Còn với ba Đại và mẹ Tuyết có hay trò chuyện với nhau không ạ? Thì mỗi ngày thì đi ra buôn bán thì tâm sự với nhau. Tại vì thật sự em rất mong muốn là ba mẹ tại vòng thi đấu này, không biết là đội nào, nhưng mà phải cố gắng để liên tưởng thật là nhiều với những sự gợi ý của nhau. Người gợi ý bắt buộc phải nói càng nhiều càng tốt, càng nhiều dữ liệu. Người đoán người ta mới có được những cái cơ sở đó và đoán cho chính xác cái cụm từ mà chúng tôi đang giữ trong tay đây. Hãy sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là phần sắp xếp đội hình của các con nè. Các đội trưởng ơi, tụi con nghĩ xem ai sẽ là người đoán, ai là người gợi ý. Đó, với cái vòng này rất là dễ nha. Ai sẽ là người đoán và ai sẽ là người gợi ý. Ba mẹ mình thì quá hiểu ý nhau rồi, đúng không? Rất là dễ luôn. Nhưng mà bây giờ con sẽ phân chia ra. Con phân chia ra là ba là người đoán hay là mẹ là người đoán? Dạ là ba là người đoán. Vậy là mẹ con sẽ là người gợi ý để ba con đoán, đúng không? Ừ, còn con? Mẹ con. Ừ. Mẹ con sẽ là người đoán. Và ba con sẽ là người gợi ý. Dạ. Ừ, vậy là ngược lại bên Mỹ Như là ba là gợi ý, còn bên đây là mẹ là người gợi ý. Ừ, xin cảm ơn hai con. Kính thưa quý vị, và đề bài như sau. Trong vòng 90 giây, ba và mẹ các con có thể gợi ý và đoán ra được bao nhiêu cụm từ trong đề bài này? Tối thiểu là 1, tối đa là 10. Dạ, đa cụm từ. Nhiều khi mình diễn tả cũng dễ, đoán ra một cái là hả, một lèo đi luôn trong vòng 1 phút 30 giây chứ có nhiều đâu, đúng không? Rồi, chắc là cô mời Mỹ Như đi, con nghĩ là ba mẹ con sẽ hoàn thành được bao nhiêu cụm từ nè? Dạ, chắc là 5. Chắc là 5 luôn, một lúc lên 5 luôn. Cô mời chút. Dạ, là 6 cụm từ. 6 cụm từ hả? Tối đa của mình là 10 đó nha. Bây giờ con đoán tới 6 rồi con. Dạ, chắc là 7 cụm từ. Ừ, 7 cụm từ. Câu bộ khó đó. 1 phút 30 giây 7 cụm từ. Khó lắm đó con. Ừ. Mà vòng này lại là vòng quyết định nữa. Dạ là 8. 8 hả? Con muốn 8. Con có muốn thách đố tiếp không? Hay là con nhường? Dạ, chắc là nhường cho bé. À, vậy là vòng 2 này thì ba mẹ của Thanh Trúc sẽ được tham gia, sẽ đoán được 8 cụm từ. Wow.
Ủa sao ba Toàn với mẹ Hà cười tự tin dữ vậy? Đấy, thấy con cười coi đó, thích chịu chơi mẹ. Chơi. Dạ, chơi lớn quá con. 8/10 mẹ đang căng người á. Mẹ Hà ơi, chúng ta chỉ có 90 giây thôi. Trong 90 giây này mẹ Hà nhìn thấy đề, mình miêu tả, mình nói hoặc là mình diễn tả bằng hình thể cũng được. Nhưng mà quan trọng không được nói đến bất cứ chữ nào nó giống như trong đề bài là được. 3, 2, 1, bắt đầu. Tìm những từ đồng nghĩa. Nói liền. Tuổi con gì? Con gì mà chạy đường dài. Dạ rồi xong, Phạm Quy, Phạm Quy chỉ đường. Cái gì? Lẹ lẹ. Mà... cái gì hình dạng nó làm sao? Cái gì? Bự bự. Bự bự. Bự bự. Nói, quan trọng là lời nói. Bự bự. Mà ở trong không có gì hết. À, thùng lỏng như to. À. Tiếp. Ở gì mà ở trên trời? Không ở trên trời kế ánh trăng. Trên trời kế ánh trăng. Có chị Hằng Nga. Có chị Nga kế bên. Chị Nga với ai? Chị Nga với lại một người đàn ông nữa. Chị Hằng Nga với cái đa với một người đàn ông nữa. Chú cùi. Tiếp đi. Còn không mình khó cho qua nha. Khó cho qua đi. Cô gái. Hai người cùng anh em đó. Anh em cùng làm ăn á. Hai làm ăn luôn. Cái gì làm ăn? Cùng nhau gây dựng á. Cùng nhau gây dựng. Ừ. Rồi tài sản của anh với của em. Cùng nhau gây dựng tài sản của hai đứa là này tài sản của một mình ai đó thôi nha. Tài sản cái sức của anh à. Còn sức của em. Của chồng con vợ. Trời ơi, thấy chưa, dễ mà, lẻ lên. Con gì bự mà nuốt con nhỏ. Con gì mà nó bự mà nó nuốt con nhỏ. Rồi Phạm Quy. Tiếp. Cái gì mà nó rách. Cái gì mà nó Rồi. Cái gì mà món gì mà ngon? Món gì mà ngon nhất? Hết giờ. Một tràng pháo tay dành cho ba Toàn và mẹ Hà nào. Chúng ta chưa vượt qua thử thách, coi như mình tặng điểm ngược lại cho gia đình bên kia. 20 điểm thuộc về ba Đại và mẹ Tuyết. Như vậy là chúng ta đã khép lại hai vòng thi đấu rồi. Tỷ số hiện tại đang là 40-30. Đội về nhì ngày hôm nay với 30 điểm đó chính là gia đình của ba Toàn và mẹ Hà. Xin chúc mừng. Thấy chú giống mấy cái cô mannequin ở ngoài đường không? Tại vì sao? Cái bảng lúc nào cũng giá trị hết. Và giá trị lần này trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình con gái nha. Cảm ơn chú. Ba mẹ cảm nhận về con gái của mình như thế nào ạ? Lúc đầu nhà mình nghĩ nó cũng rậm rậm ra ngoài, nó cũng hoạt bát. Dạ, cũng lanh lợi lắm đó. Mẹ hay thấy sao ạ? Nói chung là thắng thua thì không có quan trọng. Quan trọng là để con nó trải nghiệm. Đó, thấy không? Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương và thông cảm cho con hết. Đình Trúc ơi, con có muốn cảm ơn ba mẹ không? Con cảm ơn ba mẹ vì đã quan tâm, lo lắng cho con. Rồi, cảm ơn con gái. Vậy thì gia đình của Mỹ Như là đặc biệt. Mỹ Như có lời nói nào dành cho Thanh Trúc không? Khi mà gia đình của mình Toàn được nhường không? Em thua cuộc rồi thì đừng có buồn. Tại vì cái này là game để chơi vui thôi. Yeah, đúng rồi. Rồi, vậy thì còn mẹ không biết là mẹ của gia đình Mỹ Như có lời nói nào nhận xét về gia đình của bé Thanh Trúc không ạ? Bé Thanh Trúc cũng rất là giỏi nè, cũng là lanh nè, cũng biết là chọn này nọ cho cha mẹ nè, để cho mẹ cùng chơi. Em cũng xin chúc anh chị và bé có nhiều sức khỏe, trong cuộc sống sẽ làm ăn sẽ thuận lợi. Cô chúc con cố gắng học giỏi lên nha, giỏi học giỏi mới là quan trọng nha con. Tuyệt vời, xin cảm ơn hai gia đình rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng bước vào trận chiến cuối cùng được mang tên Ai hiểu con hơn? Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn. Trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Ngay sau đây sẽ là bộ đề dành cho gia đình xuất sắc ngày hôm nay bước vào vòng cuối. Hy vọng là bé Như sẽ kết hợp ăn ý với ba Đạt và mẹ Tuyết. Cả hai bên mình động viên nhau đi nào. Ba mẹ cố lên, hãy trùng ý với con. Chúc con cũng cố gắng lên luôn. Và bây giờ sẽ là 5 câu hỏi. Câu số 1, con không thích ăn loại trái cây nào? Đó, bé Như ghi ra. Ba mẹ ghi ra. Ba mẹ phải trùng khớp ý với bé nha. Bé Như ở nhà không thích ăn trái cây nào ta? Rồi, con lật bảng lại giùm cô nha. Rồi, con đã ghi xong. Thời gian tạm ngừng. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Con ghi rõ ràng lắm, trái cây nào cũng thích. Dạ, còn bên đây mẹ ghi là củ sắn. Mà con không thích ăn củ sắn hả Như?
Dạ cũng thích ăn để nó lạc lạc á cô. À, mát mát lạc lạc mẹ cũng thích dạ. Mà dạ à, chưa trùng khớp dạ. Rồi rồi không sao, mình còn nhiều câu lắm. Và câu 2 như sau: kể hai sở thích của con. Hai lần nha ba mẹ nha. Đó, sở thích của con hai lần con gạch ra, tức là ba mẹ cũng phải lưu ý nhiều lắm. Rồi cái thứ hai là gì con? Mỹ Như đã xong, ba mẹ cũng xong rồi, thời gian ngừng lại. 3, 2, 1 xin mời đáp án. Bơi lội nhảy múa. Bơi lội nhảy múa. Đây là gà rán trà sữa. Chưa chính xác. Ba mẹ phải tập trung nha. Hồi nãy mình ghi hai món ăn, đó chỉ là cái sở thích ăn uống thôi. Còn cái này là cái hoạt động. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Mẹ của con nấu món gì ngon nhất? À, mẹ nấu món gì nè? Ghi ra một cái thôi, quan trọng là nó trùng khớp với không. Rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1 xin mời đáp án. Canh chua rau muống. Mẹ ghi canh. Canh gì mẹ? Chắc là canh chừng. Canh me. Cũng nấu canh chua, nhưng mà suy nghĩ ra nhớ cái chữ chua định ghi á thì không biết có nên ghi hay không, đúng không mẹ? Thôi thì nhân nhượng, coi như câu này trùng khớp đi ha. Dạ. Rồi, câu hỏi số 4 bắt đầu. Môn học con thích nhất là môn gì? Về nhà con hay kể cho ba mẹ nghe là môn gì môn nè. Môn học nha ba mẹ. Cẩn thận, môn học ở trường á. Rồi, con sắp lại liền con. Rồi, nào? Mỹ Như đã xong. Rồi, bắt bạn lại à. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Âm nhạc. Ngữ văn. Chà, con thích âm nhạc nhất. Dạ, đây con thích hát. Bé có hay hát ở nhà không ạ? Có, thường xuyên hát lắm. Ây chà, chưa trùng khớp. Câu hỏi cuối cùng. Gia đình con thường cùng nhau làm điều gì nhất sau bữa cơm tối? Bà mẹ với con cùng làm nha. Chứ mỗi người mạnh ai nấy làm một việc riêng là không có chính xác nha. Phải cùng nhau làm sau bữa tối nha. Dạ, bé Như đã xong rồi ba mẹ ơi. Dạ, ba mẹ ghi nhanh, thời gian đang trôi qua. Dạ rồi, hết giờ. Úp bản lại. Và bây giờ chúng ta kiểm tra đáp án. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Đi coi TV. Còn mẹ? Xem TV. Xem và coi khác nhau chỗ nào con? Tôi thấy nó cũng giống nhau. Chỉ khác về mặt cái chữ viết thôi. Dạ. Chứ mà nghĩa y chang. Chúc mừng gia đình mình. Vừa kịp hết giờ. Dạ đúng rồi. May chứ quá. Chứ vậy là trải qua 5 câu hỏi, chúng ta có 2 đáp án trùng khớp. Tương đương 2 phần quà đặc biệt ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến một cái vòng rất là ai cũng mong chờ. Đó chính là chọn những cái hộp quà. Và trong mỗi hộp quà như thế này thì có để ngẫu nhiên những số tiền từ 1 đến 5 triệu. Và trải qua nhiều vòng thi thì gia đình của mình cũng hiểu ý nhau. Và bây giờ thì cả nhà cùng vui đã đạt được 2 câu hỏi. Và bây giờ thì Mỹ Như sẽ chọn 2 hộp quà. Với 2 hộp quà này thì con sẽ nhường cho ba hay là mẹ chọn nè? Dạ chắc là ba con chọn đi. À, ba chọn một hộp đi ha. Dạ. Còn hộp còn lại con nhường cho ai nè? Dạ mẹ. Rồi, đi ba chọn đi. Ba chọn số 5. Rồi, ba chọn số 5. Đây là hộp màu hồng, dạ. Màu nam tính hết sức. Rồi, ba giữ hộp ba đi giữ. Rồi, còn mẹ. Số 3. Mẹ chọn số 3. Mẹ giữ. Bây giờ xin mời Mỹ Như. Lấy quà ra nào con gái ơi. 3 triệu đồng nằm trong hộp số 3. Chúc mừng con gái. Một số tiền cũng và tương đối là cao. Và hộp số 5 là wow, 4 triệu đồng. Rất sắc. 7 triệu đồng đó chính là phần thưởng dành cho gia đình của bé Như ngày hôm nay. Xin được chúc mừng gia đình của bé Mỹ Như, gia đình của chúng ta rất là may mắn và chọn được 2 hộp quà với số tiền cũng tương đối là cao, đó chính là 7 triệu đồng. Yeah. Và qua chương trình ngày hôm nay thì không biết ba đạt mong muốn kỳ vọng ở con gái mình điều gì ạ? Lúc nào cũng muốn con mình ngoan, chăm học. Nghe lời cha mẹ. Còn với mẹ cảm nhận như thế nào về chương trình Cả Nhà Cùng Vui ạ? Hôm nay mình đến cảm nhận và trải nghiệm thì cũng rất là vui. Chơi cùng đội bạn được trải nghiệm thêm những cái gì mình cũng chưa có biết. Thì để cho con mình nó học hỏi thêm nhiều hơn. Dạ, dạ cảm ơn mẹ Tuyết. Còn với con gái Như ơi, con có thể hứa với ba mẹ điều gì để ba mẹ cảm thấy yên lòng hơn nè? Con hứa là con sẽ học giỏi hơn, chăm ngoan hơn và biết vâng lời hơn. Giỏi, cảm ơn con gái rất là nhiều. Chúc cho gia đình luôn hòa thuận và yêu thương nhau ạ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ thì Kim Thảo, Anh Hoàng rapper và gia đình của bé Mỹ Như xin chào và hẹn gặp lại. Tụi con phải đề xuất xem là ba hay là mẹ tham gia câu trả lời. Cô mời bạn Long trước nè. Dạ thưa cô, là con chọn ba. Con chọn ba. Vậy thì còn Phương Anh? Dạ thưa cô, con chọn ba. Con cũng chọn ba, tại sao con chọn ba? Con thấy
ba biết nhiều hơn mẹ. À, vậy là hai tụi con chọn là cái vòng đầu tiên là ba trả lời. Dạ vâng, như vậy là cả hai đội sẽ có được sự thi đấu đầu tiên đến từ các ba.